Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một con thiên nga rất là to này. Hãy cùng tô với mình nha. Trước tiên là mình sẽ tô những thiên cỏ này trước. Xa đây là lớn nha. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem kết quả của mình làm bức tranh có đẹp hay không nhé.
Các bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một bạn tiên Nga rất là xinh đẹp này. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.